mời cô. Mời mời cả nhà. Cảm ơn cô nghe. Hôm nay là đã nấu một bữa ăn rất là ngon. Đó. Chưa nào cũng có một món. Này là ba thế hệ luôn đó. Nói chứ đây là mẹ của Xuân Nghi. Thì trước giờ Nga đã gặp cô rất là nhiều ở tại Mỹ. Nhưng mà hôm nay thì mới được trò chuyện với cô và cô đãi cho một cái bữa ăn gọi là... Cái này gọi là gì ta? Món gì ta? Là món mì Quảng Nga. Mì Quảng hả? Nhưng mà mì Quảng này cũng thuộc lại đặc biệt á. Tức là nó chiên Đà Lạt. Ủa? Mì Quảng Đà Lạt, và tại vì ngày xưa nhà mình ở Đà Lạt nên là mình có cái món mì Quảng Đà Lạt. Đúng rồi nha. Thực ra là cái món này là có phải là do nhà mình là người miền Trung không? Dạ không, bố của con thì gốc Bắc nhưng mà ba mẹ đều sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Con cũng ở Đà Lạt, sinh ra ở Đà Lạt luôn. Cái món rau sống cũng ngon quá trời. Sắc nhỏ nhuyễn ngon ơi ngon. Ăn món này phải ăn rau sắc vậy nè con. Bởi mỗi lần con mẹ con làm cái món này là con có nhiệm vụ sắc rau. Cái tuổi thơ của con á gắn liền với những món ăn mẹ nấu. Dạ. Mà khi mà Thúy Nga ăn cái món ăn này là Nga cảm giác là mẹ là cái người chăm sóc Xuân Nghi rất là kỹ đúng không? Từng ly từng tí. Tới bây giờ cũng vậy quý vị. Nga đến đây trò chuyện và trong cái lúc mà Xuân Nghi làm việc á thì là mẹ nấu ăn và đem tới cái chỗ làm việc cho con gái của mình luôn. Chứng tỏ là mẹ quá thương con. Nếu mà thương như vậy á, thì cô có bị cảm giác là con mình nó ra đời nó sẽ không có mạnh mẽ không? Nó không có được giống như là bản lãnh như những đứa trẻ khác á. Cô nghĩ là không, tại vì theo cô thấy thì Xuân Nghi nó cũng mạnh mẽ lắm. Rất là cá tính. Nó không? Rất là mạnh mẽ. Dạ. Tức là Xuân Nghi tuy là cha mẹ lo cho con nhiều nhưng mà tại vì Xuân Nghi nó trong cái quá trình biểu diễn á, nó đi diễn nó Nga thì nó cũng tức là đúng rồi gọi là nó cũng va chạm với thực tế cũng có, cho nên cô nghĩ nó phải rất là mạnh mẽ. Thì hiện tại thì cô chú qua đây á thì là cô còn làm nail không? Cô vẫn làm á, mà cô làm ít ngày lại. Trước đây cô qua thì cô làm full time. Nhưng bây giờ thì điều kiện kinh tế nó cũng tốt hơn. Thì là cô làm kiểu như chơi chơi thôi, là mấy ngày cuối tuần thôi. Còn chú thì qua đây ổng vẫn làm bên cho báo Người Việt. Báo Người Việt à. Ba con vẫn thậm chí có những cái chương trình mà con cần ba giúp. Ví dụ như là con mới sản xuất một chương trình mang tên là Chạm. Là con hát lại nhạc xưa. Con hát nhạc của Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Nguyên Phương. Thì ba con là người actually giúp con biên tập cũng như là hòa âm phối khí. Ba mẹ lúc nào cũng nói chung là tạo điều kiện cho con. Cả nhà hỗ trợ lắm nha. Ba mẹ với chị gái nữa, chị gái cũng hỗ trợ Nghi nhiều lắm. Thật ra Xuân Nghi á, đi theo con đường nghệ thuật á, nhưng mà Nga thấy á, Xuân Nghi là một cái đứa trẻ rất là may mắn. Ngay từ bé là gia đình đã push và hỗ trợ cho Xuân Nghi rất là nhiều và không có một cái rào cản nào hết. Dạ. Con có cảm giác là con bị bằng phẳng quá, con bị một cái gia đình của mình yêu thương mình và luôn luôn push mình đến với công việc, thì tự nhiên con thấy con không có cái sự phấn đấu không? Cô thấy là thật sự lúc con qua Mỹ đó, cái sự phấn đấu con nó không còn nữa, mà con đi hát theo kiểu một người rất là nghệ sĩ, là giống như đi hát chơi cho vui chứ không có nhu cầu cầu tiến, mà cũng không có nhu cầu mà để chạm tới một cái gọi là một cái đỉnh của nghệ thuật á. Ra là cái thời gian mà con cảm thấy con cố gắng cho mình và phấn đấu nhiều nhất là cái khoảng thời gian con đi học á, và tìm ra được là mình thực sự muốn làm gì và thích làm gì và theo cái nghiệp gì. Lúc đó là cái lúc actually con phấn đấu nhiều nhất, tại vì con thì lúc nào cuộc sống của con cảm thấy con may mắn rất là phần nhiều. Và để giữ được cái sự may mắn đó là con lúc nào con cũng lo sợ là con may mắn quá thì con ủy y rồi con dựa dẫm vào cái những cái trời ban đó, cho nên lúc nào con cố gắng double. Cái thời gian con học cấp 3 là con vừa đi học vừa tự đi làm. Lúc đó con thử sức cái job đầu tiên của con là con đi bưng phở hay chứ. Ủa gì hả? Dạ. Là con qua đây con cũng có đi bưng phở. Con làm với pha chế bô bà nữa. Con làm pha chế bô bà nữa. Con bán bô bà nè, con bưng bê nè, con đi dạy tiếng Anh cho người già, con làm hết tất cả các việc rồi.
Vậy hả? Là thì cô cứ tưởng là con chỉ qua đây con học hành xong mẹ cho đi học. Thôi, cái thời gian mới qua cũng khó khăn lắm cô. Tại vì cô biết ai cũng vậy. Khó khăn lắm, mới qua buồn mà khó khăn qua trải qua những cái thời điểm đó hả? Dạ. Thì sau khi con học cấp 3 xong á, là cái khoảng thời gian mà con đi học community college á, là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian con nghĩ là khó khăn nhất đối với con và gia đình. Thì lúc đó thì ba thì đi về về, tại vì ba còn công việc ở Việt Nam, chỉ có hai mẹ con tự bưng chải nhau. Dạ, mẹ phải lo cho con. Coi như lúc đó cô Nga biết không, là thực ra là không theo Xuân Nghi nữa, là buông tay rồi đó. Gia đình buông tay Xuân Nghi là muốn làm đó, đó. Chứ không phải lúc nào mà theo thì theo Việt Nam nhiều. Nhưng mà qua tới Mỹ thì mạnh ai nấy cũng phải tự lập thôi. Thực ra là bố mẹ là buông tay Xuân Nghi từ lúc đó rồi, không có đi theo được nữa, không có thích theo cái gì hết. Bưng chải cuộc sống ở bên này. Hôm nay thì sự đến đây rất là vui. Nhưng mà buồn cái là tới giờ không thấy bạn trai Xuân Nghi đâu. Tôi chờ đợi cái hình ảnh này nãy giờ luôn á. Tôi đang tò mò. Người bí ẩn. Chắc số sao quá. Dạ, sorry cô. Nhưng mà bạn trai là cũng nhỏ nhỏ người hay là cao lớn? Bạn trai cao lắm. Trời đó, chắc ước mơ. Cái tạo này giống. Thôi nói vậy là chúng ta cũng mừng tượng rồi, là một là boyfriend của Xuân Nghi rất là cao lớn và đẹp trai nha. Đó, bây giờ là hiểu rồi. Tại vì mấy tuổi teen này nè, thích cái gu mà đẹp, lãng mạn giống như tụi Hàn Quốc đó, phải không? Không? Nói vậy là tôi đã hình dung ra được. Hồi nhỏ thì vậy cô, bây giờ thì... Thực tế hơn hả? Giỏi thực tế hơn. Phải giỏi hơn. Chút, thực tế hơn chút. Không, thực ra thấy bạn Xuân Nghi giỏi chứ ha. Dạ. Là biết phụ cho bạn gái mình là sáng tác nhạc rồi cũng cùng... Phụ Xuân Nghi nhiều lắm cô, mấy cái vlog đồ này là... bạn theo bạn giúp Xuân Nghi. Nói chung là bạn có những cái công việc riêng và cũng rất là cân bằng mà sắp xếp mà giúp đỡ con trong vòng mọi thứ. Coi như là tụi con là đến với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ con với bạn cũng quen nhau được gần 8 năm. Wow, 8 năm luôn hả? Dạ, từ hồi đại học đến giờ. Từ thời đại học. Có khi nào mà ủa tới 8 năm mà sao không dự tính đám cưới vậy? tưởng Thiên Nga nói cái câu này nè. 8 năm mà sao giờ chưa cưới đi, còn chơi gì nữa. Mà Thúy Nga biết sao là gia đình cũng có thể yên tâm về Xuân Nghi là vì lúc đầu là có bố mẹ theo ha, giúp đỡ. Sau này tại vì Xuân Nghi có bạn trai đó, mà bạn trai cũng thích, cũng cùng cái quan điểm của Xuân Nghi, cho nên cả nhà biết cũng yên tâm. Như thay cả nhà đó, lo hết. Đó, cho nên cũng yên tâm là thôi giao Xuân Nghi cho bạn trai take care. Ngày nào mà con có làm tiệc cưới con nhớ báo cô nghe. Trời ơi, ngại quá. Điều đó tất nhiên hả? Tất nhiên. Thúy Nga nãy giờ chú ý là mẹ của Nghi nói là đây là một cô gái rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trong mắt Nga thấy cái cô bé này á, không biết là do cái thân thể cổ như vậy hay là do là cổ kén ăn quá hay là do gì mà thấy cái nhìn nó mỏng manh mà nó có vẻ rất là yếu đuối. Trời ơi, con nhìn vậy thôi chứ con khỏe lắm á cô. Con chạy, con dài, con trâu lắm á. Nhưng mà... có bao giờ bệnh tật gì không? Dạ, thì con vừa rồi con mới bị Covid. Trời, lúc nào vậy? Không, ý, đi khẩu trang đem rồi. Vaccine rồi. Vaccine đó là không, cô giỡn chơi thôi. Nhưng mà con bị mắc vô thời điểm nào? Dạ, hồi Noel năm ngoái đó cô. Dạ, Noel năm ngoái thì con bị Covid. May mắn là tại, con nghĩ là tại con còn trẻ nè. Rồi con khá khỏe và sức đề kháng của con tốt. Cho nên con lướt qua. Con bị là nặng hay nhẹ hay là như thế nào? Cái triệu chứng rất là nặng. Là bữa đó cái ngày mà con bệnh nặng nhất là con sốt gần cả 104 độ luôn. Wow. Hơn nữa. Hơn. Nhưng mà lúc con... đó con phải đi cách ly một mình ở khách sạn tại con sợ lây bệnh cho cả nhà. Là con đi luôn, tự đi luôn. Con thuê khách sạn, con nằm trong đó luôn mà. Mẹ con cũng mẹ con cũng bị. Cũng bị luôn. Nhưng mà ba con lại không bị. Và bạn trai con lại không bị. Nói chung là sốc kỳ vậy. Lúc đầu trong nhà mình là để mình kể lại cái tiến trình để mình biết á, để có cái chia sẻ kinh nghiệm. Không thể nào mà. Là ai là người bị đầu tiên? Dạ cũng không coi như cùng lúc vậy con. Không. Ồ, cùng lúc luôn. Dạ. Vậy thì còn gì mà con phải đi ra khách sạn con cách ly. Con lúc đó thì con coi như mẹ cũng cách ly, mẹ con cũng phải ở ngoài. Cách ly hết. Dạ, ba không bị. Bốn người trong gia đình và cả bạn trai con là mỗi người nơi. Cũng đêm Noel luôn, con buồn kinh khủng. Ồ, vậy dạ. Thì lúc đó con sốt quá trời luôn. Con sốt quá trời nhưng mà con sốt đúng có một đêm thôi.
rồi con tự đó, chữa cho con bằng cách là con, mẹ con cũng ráng gửi thuốc cho con, rồi con phải uống, con phải tăng cường sức đề kháng, con uống vitamin này vitamin nọ đủ thứ, nói chung con cũng nghiên cứu rất là kỹ và mẹ con gửi thuốc cả chủ sinh cho con này nọ đầy đủ hết. Thì lúc đó con cũng tự chữa thôi, xong rồi con sốt đúng một đêm, xong rồi sau đó mấy ngày thì con cũng có những cái triệu chứng, ví dụ như buồn nôn rồi hơi khó thở chút xíu, nhưng mà vậy thôi. Thì khoảng 2-3 ngày sau con đã hết triệu chứng rồi. Nghi thì đỡ hơn cô một chút, cô thì nặng hơn nữa, đầy đủ tất cả các triệu chứng của COVID. Lo, wow, lo lắm. Gì hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó mình sợ lắm đúng không? Sợ lắm cô. Dạ, mình sợ lắm. Trong cái thời điểm mà con bị mắc bệnh COVID á, mà con cách ly một mình, thì là những cái ngày con nằm trong phòng thì ai là người lo lắng đồ ăn cho con? Rồi mấy cái ngày đó thực ra cũng thời gian ngắn thôi, thì bạn trai con chính là người phải đi mua cháo rồi để trước phòng, không dám gặp, đi để trước phòng rồi mua cháo mua này nọ rồi lo đồ ăn cho con ăn. Yeah. Sau đó khi mà ổn rồi thì mẹ con lại lo cho con tao cũng thiệt. Dạ. Nói lúc đó, mẹ cũng bệnh mà đỡ, mẹ cũng đỡ. À là mẹ đỡ trước xong mới tới con. Dạ. Là bao nhiêu lâu thì con hết? Có mấy ngày là con hết rồi, và coi như dứt luôn thì khoảng 1-2 tuần. Nhưng mà xong thì người con có bị ốm hốc hác hay gì không? Con vẫn bình thường. Nhưng mà sau cái trận đó là may mắn đó cô, tại vì đó là lý do tại sao con nghĩ con khá khỏe, tại con còn trẻ nữa. Đúng rồi, sức đề kháng con tốt. Dạ. Thì cảm ơn mẹ của Xuân Nghi với lại Xuân Nghi đã cho cô Thúy Nga ăn một bữa ăn rất là ngon, và có một cái buổi trò chuyện chia sẻ về Xuân Nghi rất là dễ thương. Và những cái hành trình mà Xuân Nghi từ bé cho tới trưởng thành ở đất Mỹ ra sao rồi ha. Dạ, con cảm ơn cô và các vị khán giả của chương trình đã ghé thăm Xuân Nghi. Và Xuân Nghi cũng xin gửi tặng đến cô Thúy Nga và quý vị khán giả một bài hát nằm trong album mới của Xuân Nghi sắp phát hành. Một bài hát mang tên là Espresso, một cái loại cà phê. Dạ con mê cà phê lắm, sao con sáng tác cái gì cũng có cà phê hết trơn vậy? Dạ con bị nghiện cà phê. Mai mốt lấy chồng xong đẻ con đừng đặt tên cà phê nha. Dạ sao xin mời mọi người cùng lắng nghe bài hát này nha, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nghe hát thôi cái cũng xúc động nữa, con người mình nó rất là cảm xúc với âm nhạc nha quý vị. Thật sự thì hôm nay thì Nga rất là vui khi mà tới đây để được có một cái buổi trò chuyện với Xuân Nghi. Xuân Nghi giờ lớn rồi, nếu mà cơ bé thì cũng tội nghiệp cho Xuân Nghi lắm, tại Xuân Nghi đã trưởng thành, đã là một cô gái rồi. Nga cũng rất là cầu mong cho Xuân Nghi cái con đường sự nghiệp sẽ trở lại thăng hoa, và sẽ là một cô gái rất là được khán giả yêu mến và có nhiều fan ủng hộ cho Xuân Nghi. Và hôm nay thì đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Nga rất là cảm ơn mẹ Xuân Nghi, và Xuân Nghi đã cho Nga có một bữa ăn và một buổi trò chuyện thật thú vị. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Em có thường hay qua nhà Yến không? Dạ có, rất hay qua luôn. Nhà Yến của chị Thúy Anh Năng là em thường hay qua để hỏi thăm về kinh nghiệm, về cuộc sống của chim Yến, và được anh chị nói rất là nhiều về chim Yến, và lần đầu tiên mình được nghe thích lắm luôn á chị. Nhưng mà nếu mà em nghe vậy em có cảm giác là em sẽ giống như mình yêu không? Mình yêu Yến không? Tại vì mình thấy, tự vì chị nghĩ là nếu như em được nghe nói nhiều như vậy thì từ từ em về em sẽ suy nghĩ, rồi có khi là mình sẽ cảm thấy là thật sự là thứ nhất là mình sẽ rất là yêu thương nó. Dạ. Chị nghĩ làm cái gì cũng vậy, mình mới có tình cảm, mình có tình yêu thì mình cái gì con Yến nó mới đáp trả lại với mình. Dạ. Là cũng bằng cái tình cảm của nó, đúng không? Dạ. Có không? Lúc đầu em thấy Yến là một cái thực phẩm rất là tốt mà ai cũng biết là Yến nó tốt như thế nào. Ừ. Rồi, và sau khi mà tìm hiểu thêm về Yến thì em lại cảm thấy là mình ăn Yến rất là nên luôn, tại vì nó không có sát sinh hay là nó không ảnh hưởng gì tới Yến hết, nó chỉ là nước bọt thôi, nhưng mà nó lại giúp cho cơ thể mình khỏe và có dinh dưỡng rất là nhiều luôn. Cho nên là từ đó khi mà tìm hiểu xong thì em ăn Yến nhiều hơn và cũng thấy được lợi ích của Yến rất là nhiều. Ví dụ? Dạ, em và gia đình không có bị bệnh lặt vặt luôn. Trời mà biết. Nếu như không bị
bất cứ bệnh gì trong suốt mấy năm em là một người không bệnh gì hết luôn. Chẳng biết. Dạ chẳng biết luôn hết chị. Bà ngoại em khi mà bệnh nó chỉ cần 2-3 ngày liền ăn yến thôi là hết luôn. Với lại yến chị nó nước nước nó dễ ăn lỏng lỏng á. Người lớn sẽ rất là thích ăn đưa là ai cũng ăn liền được. Đúng đúng rồi. Và còn ngon nữa. Tức là chị cũng là một tín đồ của yến. Dạ. Và chị thứ nhất là yến giống như em nói là dễ ăn. Cái thứ hai rất là thơm. Dạ. Cái thứ ba là mình có thể chế biến được với rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau, đúng không? Đó, cho nên nó là gì? Tự nhiên cái gì vậy? Em có thấy nó làm vậy không? Tự. Là lúc ấy mình cứ đi thẳng qua. Đến nhà Yến đến nhà Yến rồi. Ok, cho bạn cái câu cuối nữa rồi mình ao. Ba. Ok chưa hết? 3, 2, 1, tiếp. Là mình có thể làm rất là nhiều với lại những cái thực phẩm khác nhau. Hình như là đến nhà Yến ở đây chị Vi. Ok ok vậy mình chị em mình vào thôi hả chị. Mình nói chuyện với em bé Trinh đó mình phải dịu dàng như nó chứ không mình giống như đây. Anh hỏi thăm rồi nhà Dũng ở đây. Vâng, em cũng hỏi thăm rồi nhưng mà em không nghĩ là nhà Dũng có cái cổng hoành tráng đó mà người chỉ dẫn đường hàng xóm người ta bảo là có một cái cổng rất là đẹp rất là to hai bức tranh hai bên chính xác đây rồi chính xác là thế này. Nhưng mà cổng này thì hiệu lệnh của chương trình là như nào nhỉ? Gõ cửa thăm nhà cốc 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 có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không ạ? Ôi, chào gia đình ạ, chào cháu cô ạ, chào Dũ. Dạ. Con chào bà. Chào cháu. Xin chào. Ôi, đúng nhà rồi. Ôi, đúng cái cửa xịn. Chào Dũng. Biết chị này rồi gì? Bạn hay chị? Chị ạ. À, chị à? À, chị Trang Mù Tạp. Cũng gọi là em có cháu cũng xem nhiều chương trình của chị. Đấy. Hôm nay chương trình gõ cửa thăm nhà sẽ sộc vào nhà của cháu. Để họ. Con chào bà. Chào bà, vâng. Bà nội. Chào bà. Ôi, bà nội ạ. Chào, chào bà, chị. Bà. Chào bác. Chào con đây là mẹ. Ô, mẹ. Trẻ ạ. Mẹ trẻ nhỉ? Thế này thì có khi phải Dũng phải gọi chú hay gọi bác nhỉ? Chắc là gọi bác rồi. Bác thôi. Gọi chú nhá, gọi chú cho trẻ nhá. Vâng. Dạ. Rồi, đi tới mình nói cái kit nha. Dạ. Rồi, 3 2 1. Đây là dòng for kit dành cho em bé đây chị. Ồ, dễ thương quá vậy. Ồ. For kit là mấy tuổi là ăn được em ha? Dạ, mấy tuổi cũng có thể dùng yến được đó chị Lan. Chị Thu. Chết rồi. Mình bỏ thuốc nó được không anh? Dạ. Được chứ em. Được chứ. Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên à. Dạ. Mấy tuổi thì sẽ ăn được yến for kids vậy em? Dạ không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi đó chị. Đó, dạ. Dùng không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi ha. Là trên 2 tuổi là đã có thể dùng yến được rồi. Dạ. Wow. Ở đây thì Vi thấy có ghi là có vitamin D3 nè, rồi DHA nè, rất là tốt cho sự phát triển của em bé cũng như là phát triển về trí não cũng như là sức khỏe thể chất. Tuyệt vời. D là sẽ chuyển hóa thành nếu mà vitamin D sẽ chuyển hóa thành canxi. Tuyệt vời lắm. Không biết là mình đã có em bé để mà chụp hình cho yến xào của mình chưa? Dạ. À, sẵn đây thì nhanh trí giới thiệu là con của Tú Vi cũng vừa được 4 tuổi. Đủ tuổi ăn yến rồi đó, không biết mình có chưa? Ủa? Ý là, ủa có rồi nè. Giờ giới thiệu với chị Tú Vi, bé Tép là con nuôi của em. Ủa? Bé Tép là con gái của chị Lan Anh luôn. Chị Lan Anh là chủ tịch Yến Đảo và bé Tép là con gái của chị Lan Anh. Và cũng là con nuôi của em. Tức là cô bé người mẫu xinh đẹp này. Dạ, bé 7 tuổi đó chị. Là bé Tép. Dạ. Là con nuôi của Trinh. Dạ. Và đồng thời cũng là con gái ruột của chị Lan Anh. Dạ. À, Lan Anh là nãy Trinh giới thiệu là dạ, chị là sáng lập và chủ tịch của Yến Đảo ạ. Wow. Dạ. Ủa hôm nay mình có thể gặp chị Lan Anh luôn dạ, không chắc em? Chắc chắn chị. Hay là bây giờ chị em mình đến gặp chị Lan Anh ở nhà Yến đi. Dạ. Ồ. Dạ, và sẵn là tham quan nhà Yến luôn ạ. Ồ, cảm ơn. Em nghĩ là chị có
rất là hào hứng và có rất là nhiều điều tò mò về ở trong nhà Yến. Đúng, nữa. Chưa bao giờ chị Vi, chưa bao giờ chị được đi vào tham quan nhà Yến, cho nên đây sẽ là một cái cơ hội mà không thể bỏ qua được. Dạ. Cảm ơn trên lớp chị. Dạ, vậy chị vậy mình thì... phải đi thôi. À, nhưng mà bây giờ trước khi đi thì dạ. Có thể cho Vi tham quan một vòng cái phòng sơ chế của mình không? Xong dạ. Rồi là mình sẽ đi qua bên nhà Yến ha. Dạ, được chứ. Ok, ok, ok. Dạ. Phòng này rất đặc biệt luôn ạ. À. Dạ. Dạ, mời chị Vi. Ok, ok, ok. Dạ xong phải không? Được rồi phải không?